Nói chung hiện tại Babat thì cũng có rất là nhiều cách ha. Babat màn hình Hello thì Babat bằng cách Jared như mình đang chia sẻ nè, hoặc là Rambit mình Babat vẫn được nha các bạn. Thì hôm nay khách hàng nói chung cũng gấp quá, nhờ mình Babat chia sẻ với các bạn cái cách mình Jared Babat cho nó nhanh ha. Mời đẹp. Khi iPad nó khởi động lên, các bạn nhớ cho mình là phải kết nối Wi-Fi trước nha, rồi mình Babat ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay có khách hàng gửi mình iPad, cái máy iPad này các bạn. Để mình xem thử máy này máy gì đây. iPad mini 4 iOS 15.8.4 nè. Model Wi-Fi nha các bạn, không có dùng SIM ha. Thì muốn làm nhanh gọn lẹ, chia sẻ với các bạn cái cách mình Jared trước rồi mình iPad nha. Hiện tại có cái tool Jared mới nè, mình chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn tải cái tool về, rồi mở lên. Nhớ là mình kiểm tra driver trên máy tính đầy đủ nha các bạn. Sau khi mở cái tool lên á thì nó sẽ nhận diện được cái máy ha. Cái tool mình để dưới mô tả video nha các bạn. Để mình coi thử driver nó nhận đầy đủ chưa. Tiến hành chia sẻ với các bạn cái cách mình Jared cái con máy này cho nó nhanh nha. Driver có đầy đủ nè. Bấm Jared thì nó đưa cái máy mình vô chế độ recovery. Hiện tại cái tool này hỗ trợ iOS 15 đến iOS 18 nha các bạn. Jared nói chung là phát một, nhanh gọn lẹ luôn ha. Bước này thì mình đưa vô chế độ depo những cái con iPad hoặc là iPhone có phím home á, phím home mềm á, các bạn cứ nguồn giữ home nhịp nhẹ hợp lý, buông nguồn giữ home là nó vô depo thôi. Ví dụ con máy này là mình bấm start nè, nhấn nguồn với home, màn sập khoảng 4 giây các bạn buông phím nguồn giữ phím home, một lát là tự động cái iPad hoặc là iPhone của các bạn á, nó sẽ vô chế độ depo rồi cái tool nó sẽ làm việc thôi các bạn. Cái này thì các bạn đợi cái tool nó chạy ha. Mình nhìn bên device manager bên tay trái kìa, nó sẽ có những cái biến đổi, ví dụ như là cài driver hoặc là chuyển đổi driver gì đó, các bạn quan sát ha, nó lỗi tới đâu thì mình làm tới đó thôi. Cái này là driver của cái tool nha các bạn. Khi các bạn chạy thì nó sẽ có cái driver này ha. Rồi khi này các bạn cứ đợi cho nó làm việc thôi. Nếu nó chạy thành công á thì cái iPad của mình nó sẽ boot những cái lệnh bông OS á. Trên cái màn hình mình nó sẽ chạy những cái lệnh code các bạn ha. Đã bắt đầu nó chuẩn bị chạy nè. Đó các bạn thấy không? Nó chạy những cái lệnh code giống như nó Jared cái máy cho mình thôi các bạn. Giống như những cái tool khác á. Nhưng mà cái tool này hiện tại thì mình thấy nó chạy khá là ok á. Hầu như là Jared rất là nhanh các bạn ha. Nó báo on đông nè. Rồi các bạn đợi một lát cái iPad mình nó sẽ reboot lên, khởi động lại ha. Rồi mình kiểm tra coi thử nó thực chất Jared được chưa bằng cái bao tool đó. Rồi tiến hành mình mở tool mình Babat thôi. Babat 1 lít nha các bạn. Nói chung hiện tại Babat thì cũng có rất là nhiều cách ha. Babat màn hình Hello thì Babat bằng cách Jared như mình đang chia sẻ nè, hoặc là Rambit mình Babat vẫn được nha các bạn. Thì hôm nay khách hàng nói chung cũng gấp quá, nhờ mình Babat á, chia sẻ với các bạn cái cách mình Jared Babat cho nó nhanh ha. Mời đẹp. Khi iPad nó khởi động lên, các bạn nhớ cho mình là phải kết nối Wi-Fi trước nha, rồi mình Babat ha. Những con máy này nói chung là nó ra cũng hơi lâu á. Nó kết nối Wi-Fi hơi chậm, các bạn phải đợi cho nó kết nối Wi-Fi trước ha. Rồi mình mới tiến hành mở tool Babat nha các bạn. Oh my god. Kết nối Wi-Fi tới màn hình khóa chủ sở hữu á. Rồi các bạn làm thôi, đừng có làm nôn nóng quá, mình từ từ mình làm. Rồi khi nó hiện lên là lại màn hình khóa chủ sở hữu á, các bạn mở lại cái tool. Rồi trên tool nó báo là máy đã Jared nè, chuyển qua cái tab Jared. Rồi mình Babat Hello iOS 15 đến 18 ha. Nhưng mà các bạn muốn tạo tài khoản luôn á thì các bạn chọn vô cái ô này nè. Mình bỏ cái phần dạng như bỏ qua cái cài đặt đi ha. Các bạn bỏ dấu tích đó đi. Rồi tiến hành mình Babat. Bỏ để chi? Bỏ để ví dụ như nó Babat xong á thì nó vẫn còn là màn hình Hello ha. Rồi các bạn tự active vô. Active tới cái bước tạo tài khoản á. Như cái video mình mới chia sẻ mấy hôm trước á, là các bạn tạo tài khoản trực tiếp ở cái bước màn hình Hello luôn là đảm bảo là ok nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì đó về cái tool đó thì liên hệ với mình hỗ trợ giúp các bạn ha. Nói ra cái tool này thì các bạn muốn chạy được thì mình phải order series nha, chứ không có free các bạn ha. Nhiều lúc các bạn nhắn tin cho mình hỏi miễn phí gì đó thì cái tool này hiện tại thì vẫn là thu phí bình thường nha. Nói chung là vui vẻ thôi anh em, mình chia sẻ thì anh em nào hỗ trợ, xin lỗi, anh em nào ủng hộ thì làm ha.
Sau khi nó bypass thành công á, cái iPad mình nó sẽ reboot lên. Mình đợi nó reboot lên rồi mình chia sẻ với cái cách mình kích hoạt cái máy á. Rồi nếu các bạn chưa có tài khoản ID Apple thì mình tạo trực tiếp luôn nha. Đó, các bạn thấy không, nó bypass xong thì nó vẫn là màn hình hello nè, nó chưa có vô menu ha. Do lúc nãy mình bỏ cái dấu tích cái ô skip á. Rồi lúc này thì mình cứ kích hoạt bình thường thôi. Wi-Fi thì các bạn cứ đợi một lát, trên Powertool nó báo là yes nè, kích hoạt là để kích hoạt nè. Rồi như vậy thì giờ mình kích hoạt, đợi nó kết nối Wi-Fi xong á, kích hoạt tới cái bước mà tạo tài khoản ID Apple mới hoặc là bỏ qua thì các bạn chú ý cái khúc đó giúp mình là được, nếu các bạn chưa có tài khoản nha. Còn các bạn có tài khoản rồi thì mình cứ bấm net cho nó vô trong thôi. Rồi kích hoạt thành công nè. Rồi các bạn cứ xác lập bình thường tới cái bước tạo tài khoản nè. Các bạn chưa có thì các bạn bấm vô cái ô này là tạo tài khoản mới ha. Tạo ở đây là đảm bảo với các bạn là 100% là ok nha. Rồi các bạn có tài khoản thì các bạn cứ bấm bỏ qua cái bước này, nó sẽ vô menu rồi các bạn nhập tài khoản của mình á, các bạn dùng. Chứ để các bạn nếu mà chưa có tài khoản á, nhiều lúc các bạn bypass mà nó tích vô cái ô skip lúc nãy á, nó vô màn hình menu luôn á, thì các bạn tạo trên cái iPad hoặc là cái iPhone á, nó cũng hơi khó khăn á. Những cái dòng cũ thì nói chung nó đòi hỏi giống như có khi để từng tạo những cái tài khoản nhiều trên cái máy đó thì nó sẽ tạo không có được các bạn. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi để mình reboot lại coi thử nó có văng ngặt đi không. Nhiều lúc các bạn hỏi bypass xong khởi động máy lại nó có bị văng không thì mình chia sẻ với các bạn luôn ha. Các bạn xem chi tiết video giúp mình. Rồi mình đợi nó khởi động lên thôi. Ok, ngon lành nè các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.